thưa quý vị, chương trình tưởng niệm 40 năm Biển Xứ được tổ chức tại vũ trường Baby Club với hai suất 2 giờ trưa và 6 giờ chiều. Như quý vị thấy là mọi người đến đây khá là đông, xếp hàng cũng rất là đông. Chú đã đến đây từ lúc mấy giờ mà chú là người đứng đầu tiên của cái live này không chú? Chú xuống tới đây lúc live khoảng 4 giờ rưỡi. Wow, chương trình 6 giờ bắt đầu mà 4 giờ rưỡi chú đến get live, vậy là chú rất là thích chương trình và rất là mong đợi chương trình này hả chú? Rất là mong đợi xem chương trình này. Coi như biến cố lịch sử Việt Nam, biết bao nhiêu người Việt Nam đã rời khỏi đất nước để qua bên đất Mỹ. Và hôm nay với chương trình này cũng nhằm để tự nghĩ đến ngày 40 năm dịch. Cảm ơn chú rất nhiều. Mỗi số con đông đưa vòng buồn, đông đưa vòng buồn. Mẹ ngồi số con mây qua đầu kênh, lạnh trời mưa tuôn. Lạnh trời mưa tuôn cho đất sợi mềm, hạt mầm vun lên. Mẹ ngồi dù con nước mắt nhục nhân xót xa đời mình. Mẹ ngồi ru con đông đưa vòng buồn năm qua tuổi mồm. Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn đưa con về chân tôi nhục chung thân. Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người. Mẹ ngồi ru con tiếng hát lanh đơn. Mẹ ngồi ru con ru mẹ vào hồn. Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương. Mẹ nhìn con đi phút giây đông đưa vòng buồn đông đưa phận mình. Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọi nợ lưu vong. Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê hương. Tuổi còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh. Trời mưa tuôn cho đất sợi mềm, hạt mầm vun lên. Mẹ ngồi ru con nước mắt nhục nhằn xót xa đời mình. Mẹ ngồi ru con tiếng hát lanh đơn. Mẹ ngồi ru con ru mình vào nói quê hương. Mẹ nhìn con đi phút giây hoàn toàn. Mẹ ngồi ru con đông đưa vòng buồn đông đưa phận mình. Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọi nợ lưu vong. Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn tuổi còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh ngục tù. Mẹ ngồi ru con nước mắt nhục nhằn xót xa đời mình. Mẹ ngồi ru con nước mắt nhục nhằn xót xa đời mình.
viện xứ ngày hôm nay, Tú Nhi rất hân hạnh được thư chuyện với chú Nam Lộc là người điều khiển chính của chương trình ngày hôm nay. Dạ, Tú Nhi xin chào chú. Dạ vâng, chào Tú Nhi và gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV. Dạ, thưa chú, cái chương trình 40 năm viện xứ của mình đã làm ở những thành phố nào rồi hả chú? Dạ vâng, thưa cô Tú Nhi và thưa quý vị, hôm nay là ngày 19 tháng 4 tại Houston, Texas. Đây là cái chương trình đầu tiên trong cái lịch trình diễn, lưu diễn 40 năm viễn xứ của chúng tôi. Thưa quý vị, tôi có một cái hoài bão là để kỷ niệm 40 năm viễn xứ và tưởng niệm ngày quốc hận lần thứ 40 của người Việt tị nạn. Thì chúng tôi muốn qua âm nhạc để đem lại thứ nhất là những cái kỷ niệm của những người đã phải bỏ nước ra đi qua cái dòng nhạc lưu vong. Và thứ hai nữa là để cho những thế hệ trẻ như là cô Tuyết Nhi hay là các bạn trẻ cùng hiểu được lý do tại sao mà ông bà, cha mẹ và các em đã phải sống lưu vong, đã phải tị nạn, hay là các em phải sanh ra ở nước ngoài thay vì ở nước Việt Nam. Vì thế cho nên qua âm nhạc và qua từng giai đoạn biến chuyển đó, chúng tôi muốn thực hiện chương trình. Cái chương trình như vậy nó có tính cách lịch sử, nó không phải là một cái chương trình ca nhạc thương mại. Cho nên để trả lời câu hỏi của cô, tìm được những người cộng tác, những người đứng ra để thực hiện không phải là chuyện dễ. Bởi vì hầu hết thì người ta chỉ muốn tổ chức đại nhạc hội, có dạ vũ, có nhảy đầm. Chương trình đó thì chắc chắn nó không thích hợp với cái chủ đề này. Cho nên chúng tôi may mắn là đã được anh giám đốc của đài truyền hình Việt TV đã có nhã ý hợp tác với chúng tôi. Và anh Kevin đã đứng ra để thực hiện và tổ chức chương trình ngày hôm nay. Tôi thì chỉ lo phần nhạc với lại các anh chị em nghệ sĩ mà thôi. Chương trình nào muốn tổ chức cũng phải có sự tốn kém. Thì tất cả những cái tiền thu nhận được ngày hôm nay là đủ để cho chi phí, để cho các ca nhạc sĩ tham dự, cũng như là trang trải về tiền chuyển vận, rồi tiền hotel, những cái sự phí tổn quan trọng đó. Nhưng mà cái đó không cần thiết, không quan trọng bằng cái ý nghĩa của chương trình. Và thứ hai nữa là những người ca nhạc sĩ tham dự chương trình này, họ đã chấp nhận là họ cùng đi một hướng với những người trong ban tổ chức. Và trong chương trình của chúng tôi cũng sẽ có một cái phần tóm lược bằng Anh ngữ do cô MC Thủy Dương, là bởi vì chúng ta có rất nhiều thế hệ trẻ có mặt ở đây ngày hôm nay. Chúng tôi muốn các em biết là chúng ta nói gì, làm gì và những bài hát đó ý nghĩa ra sao. Nếu chúng ta không dùng Anh ngữ đôi khi không diễn tả hết được, hay là tiếng Việt của các em không đủ để hiểu những lời chúng tôi nói, tại vì tiếng Việt hạn chế đó, cho nên mình dùng những từ ngữ có thể nói khá phức tạp, không thể trao đổi được với các em. Vâng, thì với cái mong ước đó thì tôi rất vui là anh Kevin Ngô đã tiếp tay chúng tôi tại Houston. Một cái điều khích lệ nữa là khi mà tôi liên lạc với các nơi thì thực sự ở đâu cũng muốn tổ chức như vậy. Thì tuần sau chúng tôi sẽ có mặt ở bên Úc Châu, sau đó chúng tôi sẽ đi Canada, rồi chúng tôi đến San Jose, Dallas, San Diego và chúng tôi sẽ qua Âu Châu. Rất là cảm động là rất nhiều nơi và khán giả cũng mong ước có được theo dõi chương trình này. Dạ vâng. Dạ, Tú Nhi rất cảm ơn chú Nam Lộc đã chia sẻ những lời nói đó cho Tú Nhi cũng như là khán giả đài Việt TV. Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn Tú Nhi và cảm ơn quý vị, và chúng tôi xin phép để được bước vào trong sân khấu để chuẩn bị chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Thật ra thì đó là những bài hát nó nằm ở trong máu của cô rồi. Mà mỗi lần nhất là nhắc tới về lính thì nó làm như là cái, con hiểu cái cảm xúc mà nó giống như dâng trào lên. Cho nên cô hát, cô vừa hát mà cô đang nhớ biết bao nhiêu hình ảnh của những ngày tháng xa xưa. Vì cô là cái người, một trong những người ca sĩ mà gần gũi với tất cả các chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước kia rất là nhiều. Nhất là hôm nay là tháng 4 nữa mà thấm thoát đã 40 năm rồi. Thì thật sự cô cảm xúc rất là nhiều, có nhiều cảm xúc lắm. Nó tức là nó gợi lại cho mình biết nha, trở lại biết bao nhiêu từng cái giai đoạn, từng trước 75 và sau 75 thì như thế nào. Và ngày hôm nay trong cái buổi hát này nó làm cho cô, nó làm như là cô không còn thấy cô nữa, mà cô thấy biết bao nhiêu những hình ảnh nó xa xưa nó hiện về. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô.
Thư Dương xin chào tất cả quý khán giả của đài truyền hình VTV và cũng xin chào Tuyết Nhi. À, thưa Tuyết Nhi cũng như là thưa quý vị, là ngày hôm nay Thùy Dương được đến đây với Houston trong chương trình 40 năm viễn xứ, tưởng niệm 40 năm người Việt xa xứ. À, đối với Thùy Dương đây là một niềm hãnh diện. Và thưa quý vị, là đây trong cái chương trình ngày hôm nay là một cái cơ hội để cho chúng ta không những là những người đã đi, những người thế hệ trước, mà chúng ta có thể chia sẻ cũng như là nhìn lại tất cả những cái hy sinh và cái đoạn đường của chúng ta đã đi vì hai chữ tự do. Nhưng mà có thể là không kém phần quan trọng, đó là chia sẻ với thế hệ sau này, những người mà lớn lên tại hải ngoại, những con em của quý vị, chúng ta chia sẻ là tại sao chúng ta ở đây, tại sao chúng ta sống ở nơi xứ người. Và thưa quý vị, là đối với Thùy Dương thì là một người tị nạn ở bên Hồng Kông. Thùy Dương sống ở trại tị nạn 3 năm và sau đó được định cư ở bên Úc. Thì tất cả những cái hy sinh của bố mẹ của chúng ta, cha ông của chúng ta, đó là vì hai chữ tự do. Chương trình rất là hay, rất là những cái bài nhiều ý nghĩa, màn kịch cũng rất là xúc động. Và cái khúc chót là có cái bài Em Vẫn Mơ Một Ngày Nào, thì vừa rồi ông Cơ có trình diễn và hát bài đó, nên Ngọc Bích thấy chương trình hôm nay rất là hay và rất là thích thú khi được tham dự chương trình này. Rất là hay và thật, rất là chính xác. Tại vì khi cô qua đây là cô qua có một mình với là ông xã cô. Sau này thì cô mới lại bảo lãnh 20 người qua. Thành ra bây giờ rất là hạnh phúc. Nhưng mà lúc nào vẫn nhớ về Việt Nam. Chương trình thật là ý nghĩa. Tuần tới như quý vị biết, cộng đồng cũng chuẩn bị tổ chức tưởng niệm lễ Quốc Hận 30 tháng 4. Và ngày hôm nay chúng tôi tới đây để được xem chương trình thì rất thấy là chương trình rất là có ý nghĩa, làm chúng tôi rất là cảm động. Vở kịch là phải nói là nhắc lại những cái kỷ niệm rất là xa xưa mà khi chúng ta mới qua định cư tại Hoa Kỳ. Và mặc dù là lúc đầu thì rất là cười, nhưng mà lúc sau thì chúng tôi đã rơi nước mắt khi mà nhớ lại những cái cảnh tượng như vậy. Thưa quý vị, vừa rồi thì VTV đã gửi đến quý vị một vài hình ảnh về chương trình tưởng niệm 40 năm viễn xứ của người Việt của chúng ta. Thưa quý vị, cùng với chương trình này cũng như ban tổ chức và anh Kevin Ngô muốn đem đến những dòng nhạc để tưởng nhớ đến 40 năm tha hương của người Việt của chúng ta. VTV rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị cùng gia quyến một ngày thật nhiều bình an và hạnh phúc. Tuyết Nhi, VTV tường trình từ Houston, Texas.